Bất động sản Phan Hảo và Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại đường Phan Đăng Lưu nha quý anh chị. Đường nhựa Phan Đăng Lưu này. Thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Gần trường học An Ngãi nha quý anh chị. Đây trường học đây nha. Đây trường học An Ngãi nè, trường mầm non An Ngãi đây nha. Đây là sân bóng An Ngãi nè. Đây sân bóng An Ngãi đây nha. Đường này đường Phan Đăng Lưu nha quý anh chị. Thì hướng này ra quốc lộ 55, cách quốc lộ 55 với công an huyện Long Điền khoảng tầm 300m nha, là đi hướng này. Còn hướng ngược lại là hướng ra ngã ba chợ Bến, đi ra Bùi Công Minh, đi ra biển Long Hải. Vị trí của mình là cách biển Long Hải khoảng tầm 8km nha quý anh chị. Thì hôm nay em có một lô đất, lô đất trong này. Đường mình là đường 4m nha quý anh chị. Đường 4m nhưng mà tại vì trong này là không có ô tô nên là đi xe máy nên có con đường nhỏ vậy thôi, nhưng mà thực tế là đường rộng 4m nha quý anh chị. Thì hôm nay em có một lô đất ngọt cực kỳ ngọt luôn nha, bán nhanh luôn nha quý anh chị. Đây nè, vị trí đường quý anh chị thấy không, từ cái mí này qua cái mí này là 4m nha. Đó không, là đường là 4m nha quý anh chị. Lô đất mình đây đã có lưới sắt rào sắt rồi nha. Từ cái mí cọc này qua mấy cọc bên này là 5m, sau vô tới bức tường luôn nha là 30m cho quý anh chị, có 100m thổ cư. Thì cái lô đất này hôm bữa là chủ đang kêu là 1.3 tỷ, nhưng mà hôm nay là chủ hạ kịch sàn luôn, giá còn có 900 triệu thôi. Đó, phía sau mình có nhà vườn nha quý anh chị. Thì phía sau mình sau này nó sẽ quy hoạch một cái con đường lớn luôn. Đường này thì 4m thôi, nhưng mà phía sau mình nó là con đường hơn 20m cho quý anh chị. Tí nữa em sẽ quay cái sổ và test quy hoạch cho quý anh chị xem nha. Là nói chung cái lô đất mình nó tiềm năng là tiềm năng con đường phía sau. Sau này nó sẽ quy hoạch con đường lớn phía sau luôn nha. Tí nữa em sẽ quay cho quý anh chị xem, quay sổ luôn. Đây, sát cái vách nhà này luôn, cách một lô là tới lô đất mình nha. Thì từ vị trí lô đất mình ra tới đường nhựa khoảng tầm 50m. Chưa tới 50m, 30m thôi nha quý anh chị. Là tới đường nhựa rồi. Lô đất cực kỳ đẹp luôn nha. Thì em xin nói lại, tọa lạc là xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gần trường học, ủy ban, chợ Long An Ngãi luôn nha. Đó, quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ liền cho em nha, số điện thoại lúc nào em cũng ghim trên màn hình cho quý anh chị. Rồi bây giờ em sẽ quay cái sổ test quy hoạch cho quý anh chị xem luôn. Sau này con đường nó đi bắn thẳng từ cái nhà nó đi vô sau đất mình luôn ha. Sau này là đường mình là đất mình được hai mặt tiền nha quý anh chị. Đây, cái sổ mình đây cho quý anh chị. Em đang ở ngoài đường nên là nó hơi chói, quý anh chị thông cảm nha. Đây, thửa đất số là 343 này, tờ bản đồ 25, địa chỉ là xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, tổng diện tích là 161,2m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại đất lúa nha. Nói chung là em quay cái sổ quý anh chị tham khảo thôi, nhưng mà quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ em, kết bạn Zalo, em sẽ gửi đầy đủ thông tin cho quý anh chị xem cho nó rõ hơn nha. Tại vì nhiều lúc em đang đi ngoài đường nên là em quay luôn cho quý anh chị xem. Đó, đây cái lô đất mình là ngang năm hơn 5m nha, 5,25 này. Sau 30m một cạnh 33. Sau này mình sẽ nó quy hoạch vào con đường phía sau này. Phía trước thì con đường nhỏ thôi, 4m đường đất, nhưng mà thực tế sau này nó quy hoạch con đường này phía sau là 30m luôn nha quý anh chị. Thì nó quy hoạch phía sau mình vào chỉ tầm 3-4m thôi, thì nó có quy hoạch vào thì mình cũng còn được 26-27m nha quý anh chị. Mình 30m một cạnh 30, một cạnh 33, 32 nha. Phía sau này nó quy hoạch con đường nha quý anh chị. Để em tới quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, đó, sau này là xác mình nó có ngã năm chỗ này nha quý anh chị. Đó, mình lô đất mình đây. Thì thực tế là con đường mình phía trước này nè, con đường đất phía trước này, nhưng sau này nó quy hoạch vào con đường mình phía sau này, con đường lớn luôn, con đường 30m luôn nha quý anh chị. Thấy không, quy hoạch con đường lớn luôn. Rồi, nói chung lô đất này là nó cực kỳ tiềm năng sau này nha. Khi nào nó quy hoạch là rất tiềm năng luôn. Rồi, quý anh chị nào mà quan tâm liên hệ em nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh quý anh chị.